Dạ, Đỗ Thanh chào cả nhà mình ạ. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi video hình ảnh hôm nay Thanh quay nằm tại ấp 5 của xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Lô đất chủ nhà đang cần tiền gửi tụi em quay bán. Hiện tại Thanh đang di chuyển ở đây là ngay khu vực chùa cũng như là ủy ban xã, trường học. Thanh mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi với em. Một lô đất chủ nhà lúc mua là 500 triệu và bây giờ cần tiền bán chỉ 230 triệu thôi quý cô chú anh chị của mình. Và lô đất hôm nay của mình là sổ hồng cầm tay. Chiều ngang mặt tiền của mình được sở hữu tới 15m. Chiều sâu hai cạnh của mình là 69. Và mình có cả view suối đường sau nữa nha quý cô chú anh chị mình. Tổng hết diện tích Thanh quay hôm nay sẽ là 1015m2. Hướng lô đất hôm nay Thanh quay sẽ là hướng Tây Nam. Và ở đây Thanh di chuyển cả nhà sẽ thấy được những tiện ích thuộc của ấp 5, đó là cây xăng, trường học, ủy ban xã, bệnh xá, những tiện ích cần thiết từ đây để di chuyển vào trong lô đất của mình chỉ dao động từ 1,5 tới 2 km. Mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh được gặp gỡ và hợp tác với quý cô chú anh chị của mình. Ngoài ra, quý khách hàng đã theo dõi được clip của Thanh thì hãy ủng hộ cho em một nốt like, một nốt đăng ký cũng như nhấn một nốt chuông để đón nhận những video Thanh quay và gửi lên hàng ngày. Rất mong sẽ phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình. Mặt tiền Thanh đang di chuyển ở đây là ngay khu vực dân cư, nhà cửa, cáp điện, wifi đầy đủ. Và đường của mình ở đây là đường thông từ xã này qua xã khác, di chuyển xuống các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển lên trên em sẽ dao động vào bán kính là 150 km. Bình Dương sẽ dao động từ 95 tới 100 km, tùy theo khu vực của quý cô chú anh chị của mình di chuyển. Đồng Xoài, Trơn Thành di chuyển lên trên em sẽ dao động là từ 60 tới 70 tùy theo khu vực nha cả nhà. Mọi hình thức cả nhà sẽ kết bạn Zalo qua hai số điện thoại của em là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để có thể được gặp trực tiếp chủ, kiểm tra qua sổ, hình ảnh, video. Và trong quá trình mua bán mình sẽ có địa chính tới đo đạc, cắm mốc, cắm danh của mình. Hiện tại là Thanh đang chạy vào trong con đường bê tông của mình là đường bê tông 3m do nhà nước làm, xe ô tô lớn nhỏ di chuyển thoải mái. Mời quý cô chú anh chị cùng xem thực tế đầu đuôi lô đất với em nha. Vừa rồi là Thanh vừa di chuyển hết toàn bộ con đường của mình, tính từ đường bê tông đây của mình để quý cô chú anh chị di chuyển ra ngay mặt tiền lộ nhựa sẽ dao động vào 150m. Và đây là cái danh đầu tiên của lô đất của mình. Cả nhà cùng nhìn bên đây với em này, chạy dọc theo cái cạnh đây của mình, từ đây của mình chạy thẳng xuống sẽ giáp với view suối. Đặc biệt chạy dọc ở đây thì chủ nhà của mình đã chôn trụ bê tông, ranh giới rất là rõ ràng luôn. Và mặt bằng cả nhà nhìn bên đây sẽ thấy được là đất của mình là tương đối là bằng phẳng, chất đất của mình là đất thịt pha sỏi nha quý cô chú anh chị của mình. Từ đây cả nhà chạy dọc theo cái mặt tiền đường bê tông đây của mình, trong sổ của mình được sở hữu tới 15m quý cô chú anh chị. Và hướng cái mặt tiền của mình ở đây là hướng Tây Nam. Chạy dọc trên con đường của mình thì quý cô chú anh chị thấy này, đó là đường điện của dân sinh của mình đã có sẵn ở đây rồi. Và con đường mà Thanh đang quay ở đây để cả nhà di chuyển thẳng vào trong nữa thì sẽ vào những hộ dân còn rất nhiều luôn. Nhưng mà đường này Thanh xin phép nói rõ là đường không thông nha quý cô chú anh chị. Đó, thì tới ngay cái vị trí của tay Thanh chỉ đây, từ đây của mình sang tới cạnh bên kia là 15m. Và từ đây mình chạy thẳng xuống cũng là 69m. Video hình ảnh Thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế. Khi quý khách hàng mình lên sẽ được kiểm tra và trong quá trình mua bán thì sẽ có địa chính cũng như là gặp trực tiếp chủ, sổ sách pháp lý đầy đủ cho cả nhà mình. Mặt bằng lô đất của mình là bằng phẳng, nhưng mà cả nhà để ý nè, đất của mình có view suối thì sẽ hơi lài nhẹ nha. Và suối của mình là sẽ có nước chảy quý cô chú anh chị mình. Thì với một lô đất chủ nhà mua 500, bây giờ bán có 230 triệu, xả lỗ hơn 50% là thời điểm để quý cô chú anh chị mình sở hữu những nguồn đất rẻ, đẹp, ngộp, phù hợp để mình có thể sở hữu và mua làm của đầu tư an toàn vào thời điểm hiện tại nha cả nhà mình. Đó, bây giờ thì em sẽ quay xuống phía dưới để quay cái view suối cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi. Ở đây nè cả nhà, là mọi người đang đi ở đây để cưa cái vườn điều kế bên.
Đó thì những video hình ảnh Thanh quay, quý cô chú anh chị thấy phù hợp thì liên hệ với Thanh. Ngoài ra thì cả nhà có thể nhấp tiếp vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo những video Thanh quay từ đất nền, đất xào, đất kèm nhà. Rất mong sẽ có những sản phẩm phù hợp. Cả nhà mình để ý nè, đây là hôm nay người ta đi nhờ qua đất của mình ha. Còn ở đây là sẽ có suối, chắc do cái miếng đất ở đây này là không có đường đi qua đó, thì sẽ có bắc cái cầu ở đây để đi ngang qua lô đất của mình. Đó, bây giờ Thanh sẽ xuống quay cái view suối cho cả nhà cùng xem này. Sổ của mình có thể hiện hành lang suối nha quý cô chú anh chị. Hôm nay mọi người có làm một cái cầu qua đây để mà làm cái suối cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, đây là suối của mình nha quý cô chú anh chị mình. Đó, đây, đây là suối của mình và cũng đồng thời là cái đuôi lô đất của mình. Thì Thanh sẽ đứng ở đây để cả nhà hình dung được cái độ triền dốc phía sau của mình nè. Đó thì nếu như khoảng là 70% ban đầu là cái lô đất Thanh quay sẽ là bằng phẳng, còn 30% đường sau của mình là đất nó sẽ triền lại vì đường sau của mình có view suối. Nãy giờ quý cô chú anh chị cùng đang theo dõi và quan sát với em toàn bộ một lô đất chủ nhà bán giảm cực mạnh nằm tại ấp 5 của xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chiều ngang mặt tiền đường bê tông là 15m, chiều sâu hai cạnh là 69 và mình có view suối đường phía sau đây của mình là gần 20m với tổng diện tích lô đất Thanh quay là 1.015m2. Sổ bìa hồng cầm tay, chủ nhà bán hết chỉ có 230 triệu thôi. Mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh để được gặp chính chủ và sở hữu những lô đất đẹp rẻ này nha cả nhà. Đó, bây giờ thì Thanh cũng quay từ trong ra ngoài cũng như di chuyển hết toàn bộ bốn góc cho cả nhà cùng theo dõi. Đến đây Thanh xin phép tạm dừng video. Hẹn gặp quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư vào những video tiếp theo của Thanh nha.